Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp có thiền cầu. Con đang nghe thấy chuyên ngữ trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghĩa nhân màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập. Những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật, quyển 2. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Đại Bồ Tát Đại Hư Không Tạng: Bồ Tát thành tựu bốn pháp để tu hành tịnh giới ba la mật, giống như hư không. Những gì là bốn? Nghĩa là biết thân mình, biết thân như hình bóng, biết âm thanh như tiếng vang trong hang sâu, biết tâm như huyện hóa, biết tuệ như hư không. Đó là bốn pháp mà Bồ Tát thành tựu để tu hành tịnh giới ba la mật, giống như hư không. Lại nữa, để Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tu hành thanh tịnh tịnh giới ba la mật. Những gì là tám? Nghĩa là vì không xa lìa tâm Bồ Đề nên giới được thanh tịnh, xa lìa tâm thanh văn chuyên giác được tâm không giới hạn nên giới được thanh tịnh, không sẽ bỏ tất cả các học xứ nên trí tuệ được thanh tịnh, thọ sinh vào tất cả các cõi nên nguyện được thanh tịnh, thực hành không biến nhát đối với giới, an nhiên không tạo tác nên hành được thanh tịnh, hồi hướng đến Bồ Đề nên tâm được tâm ma được thanh tịnh, tâm không bị khổ não thiêu đốt nên phiền não được thanh tịnh, đại nguyện viên mãn nên Bồ Đề được thanh tịnh. Đó là tám pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể tu hành thanh tịnh tịnh giới ba la mật. Này thì nam, như hư không thanh tịnh, Bồ Tát trì giới cũng thanh tịnh như vậy. Như hư không không nhớ uế, Bồ Tát trì giới cũng không bị nhớ uế như vậy. Như hư không vắng lặng, Bồ Tát trì giới cũng vắng lặng như vậy. Như hư không không có giới hạn, Bồ Tát trì giới cũng không có giới hạn như vậy. Như hư không không bị ràng buộc, Bồ Tát trì giới cũng không bị ràng buộc như vậy. Như hư không chẳng hề dướng mắt, Bồ Tát trì giới liền mọi dướng mắt cũng như vậy. Như hư không không thể chú nhóm, Bồ Tát trì giới không tích tập cũng vậy. Như hư không chẳng xa lìa tánh, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như tánh hư không là thường còn, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không rốt ráo không cùng tận, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng có hình tướng, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng có đến đi, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không dứt mọi hí luận, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không xa lìa các lậu, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng tạo tác, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng biến đổi, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng phân biệt, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không hiện bày khắp nơi, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không không bị hủy hoại, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không chẳng có cao thấp, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Như hư không tánh xa lìa mọi ô nhiễm, Bồ Tát trì giới cũng vậy. Này thì nam, đó là Bồ Tát tu hành tịnh giới ba la mật giống như hư không. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: Trì giới tâm thanh tịnh không nhơ, diệt trừ phiền não không chấp giữ, nghiệp thân miệng ý không lỗi lầm, tất cả luật nghi đều đầy đủ, bậc trí chẳng kiêu mạn vì giới, tâm thường vắng lặng không tán loạn, bậc trí thường nương tâm Bồ Đề nên tâm ý không hề ô nhiễm, xa lìa các nghiệp không lo nghĩ. Như vậy không còn sự phân biệt, từ bỏ màu xanh vàng đỏ trắng, cũng không trụ vào nẻo danh sắc, tâm không lấy bỏ không đắm nhiễm, dĩ như hư không chẳng chướng ngại. Bậc này giới này bậc trí đại tán thán, không khen ngợi văn chương nghĩa lý. Nhờ giữa giới này tâm tịch tỉnh, khiến các phiền não được thanh tịnh, đạt đến tận cùng nơi chỉ quán, tự nhiên hiện hiện được giải thoát. Bậc thánh cởi bỏ hết trói buộc, đều được an trú nơi tịnh giới, nên giới là giải thoát bậc nhất, là pháp căn bản của Bồ Đề. Các bậc đầu đà nơi thanh vắng, ít muốn biết đủ, dứt mong cầu, xa lìa não nhiệt trụ thiền định, tâm sạch phiền não được khai an. Do vậy tịnh giới là căn bản, tư duy pháp thanh tịnh giải thoát. Nên dùng tịnh giới làm trang nghiêm, tất cả các nẻo đều an lạc, xa lìa hết thảy sự tán loạn, trừ diệt phiền não và kiến chấp, lòng từ bản khắp như hư không, đoạn trừ chấp thủ khiến thanh tịnh, nên chắc chắn đạt quả giác ngộ. Đối với Bồ Đề không phân biệt, bậc trí
Nếu đủ đức như vậy, đều nhờ tịnh giới đến bậc kia. Đây thì Nam Bồ Tát, nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì tu hành nhẫn nhục ba la mật như hư không. Thế nào là bốn? Nghĩa là bị người khác mắng giết không nói lại vì biết rõ lời nói như hư không, bị người khác đánh không đánh lại vì biết thân như hư không, bị người khác giận không giận lại vì biết tâm như hư không, bị người khác trêu chọc không đáp trả do biết tâm ý như hư không. Đó là bốn pháp Bồ Tát thành tựu thì tu hành nhẫn nhục ba la mật như hư không. Lại nữa, nếu Bồ Tát nào thành tựu tám pháp thì có thể tu hành thanh tịnh nhẫn nhục ba la mật. Thế nào là tám? Nghĩa là đối với chúng sinh tâm không có giới hạn giống như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Đối với các sự lợi dưỡng không sinh tham đắm như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Đối với việc làm lợi ích cho chúng sinh thì bình đẳng như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Thân tâm không thể bị hủy hoại như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Xa lìa các phiền não như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Xa lìa cảnh của đối tượng được quán sát như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Quan sát tánh của các pháp không sinh không diệt như hư không, nên tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Đối với cõi sắc và cõi vô sắc, dù lầm từ duyên khắp giống như hư không, nó tu hành nhẫn nhục được thanh tịnh. Đó là tám pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể tu hành thanh tịnh nhẫn nhục ba la mật như hư không. Này thì Nam, đã có tám pháp có thể quan sát kỹ lưỡng để tu hành nhẫn nhục ba la mật. Thế nào là tám? Đó là nhẫn nhục tánh không, nên không hủy bỏ các tri kiến. Nhẫn nhục vô tướng, nên không bị các tướng chi phối. Nhẫn nhục vô nguyện, nên không bỏ tâm bồ đề. Nhẫn nhục vô hành, nên không đoạn tận pháp hữu vi. Nhẫn nhục vô sinh, nên không trụ vào pháp vô vi. Nhẫn nhục không giấy khởi, nên không trụ vào pháp sanh diệt. Nhẫn nhục không hữu tình, nên không hủy hoại thể tánh. Nhẫn nhục như hư như như, nên không từ bỏ ba đời. Như vậy này thì Nam, đó là tám pháp nhẫn nhục, nếu quan sát kỹ lưỡng thì có thể tu hành nhẫn nhục ba la mật. Lại nữa này thì Nam, khi tu hành nhẫn nhục ba la mật đã bị ai mắng nhiếc chê bai mà ta phải chịu đựng thì gọi là nhẫn ngã nhẫn nhục, không phải nhẫn nhục ba la mật. Nếu thấy người mắng nhiếc và cách thức mắng nhiếc mà ta phải chịu đựng, đó là ngã nhẫn nhục, chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật. An trú vào hạnh không tranh cãi là âm thanh nhẫn nhục, chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật. Thực hành gia hạnh đúng đắn, ta và người đều không. Tư duy chịu đựng, ta và người đều vô thường. Tư duy chịu đựng như vậy gọi là nhẫn nhục được sắp đặt, chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật. Này thì Nam, tất cả đều không có chủ thể thực hành và đối tượng được thực hành. Dù có người cầm búa bén vào rừng đại xa la để chặt mé cành nhánh, cây cối không hề suy nghĩ người kia là chủ thể chặt và cây cối là đối tượng bị chặt, đều không sinh thương ghét. Này thì Nam, bậc đại Bồ Tát khi thực hành nhẫn nhục ba la mật cũng không có thương ghét như vậy, không có chủ thể phân biệt và đối tượng được phân biệt. Đó là Bồ Tát tu hành nhẫn nhục ba la mật giống như hư không. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: đạt được nhẫn vô sinh thanh tịnh, tâm ý thuần thục không nhiễm trần, trong ngoài vắng lặng không nương tựa, tâm tịnh nhẫn nhục như hư không, thân ấy như ảnh như cây như cỏ cây, tâm hình như huyễn không chân thật, pháp này tánh không chẳng thể thấy, thân tâm biến đổi giống như thế, dù có khen chê chẳng vui buồn, không còn phân biệt không cao thấp, biết nhẫn như đất như then cửa, y theo nhẫn nhục độ chúng sinh thì biết tánh các pháp là không, không nhân không ngã không thọ mạng, chẳng trái nhân duyên và tạo tác, nhẫn này hạnh chân thật bậc nhất. Nghe lời nói ác không giận dữ, biết tánh ngôn ngữ như hư không,
Tu tập thân tâm cũng như vậy, nên dạy chúng sinh tu nhẫn này. Này thiền em, thế nào là Bồ Tát tu hành tinh tấn ba la mật như hư không? Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì tu hành tinh tấn ba la mật như hư không? Những gì là bốn? Nghĩa là siêng năng tu tập các căn lành, biết tất cả các pháp chưa trọn vẹn. Ở chỗ chư Phật thực hành sự cúng dường lớn, nên hiểu rõ thân Như Lai là bình đẳng, thường ưa thích làm cho vô lượng chúng sinh được thành tựu, nên biết tất cả hữu tình là không tu đắc. Theo chư Phật thọ trì chánh pháp nên không thấy tính chất gián lìa của các pháp. Đó là bốn pháp mà Bồ Tát thành tựu để tu hành tinh tấn ba la mật như hư không. Lại nữa này thiện em, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tu hành tinh tấn ba la mật thanh tịnh. Những gì là tám? Do trang nghiêm thân để siêng tu tinh tấn nên biết thân như hình ảnh không chấp thủ. Do trang nghiêm ngữ nên để siêng tu tinh tấn nên biết tánh của ngôn ngữ như xương không chấp thủ. Do trang nghiêm tâm để siêng tu tinh tấn nên đạt được thiền định biết tâm là không phân biệt. Vì đầy đủ các phần ba la mật để siêng tu tinh tấn nên tuần tự tu tập tư duy không chấp thủ. Do thành tựu tất cả pháp phần bồ đề để siêng tu tinh tấn nên tư duy và tánh tướng của bồ đề không chấp thủ. Vì thân làm thanh tịnh quả Phật để siêng tu tinh tấn nên biết các gọi Phật đều như hư không, không tu đắc. Vì làm cho tất cả những điều đã nghe đều được thọ trì để siêng tu tinh tấn nên biết được các pháp đã nghe như tiếng vang hoàn toàn không chấp thủ. Vì thành tựu tất cả pháp Phật để siêng tu tinh tấn nên biết pháp giới bình đẳng một tướng, tư duy không chấp giữ. Đó là tám pháp mà Bồ Tát thành tựu để tu hành tinh tấn ba la mật thanh tịnh. Này thì nam, Bồ Tát có hai loại tinh tấn là tinh tấn gia hạnh và tinh tấn hạng tề. Dùng tinh tấn gia hạnh để thúc đẩy nơi thân biện ý tu tập thành tựu tất cả các pháp lành nên không có chỗ trụ, tư duy không tụ đắc. Dùng tinh tấn hạng tề để trụ vào chỗ không xuất không nhập nên tùy thuận nơi pháp giới, không đến không đi như hư không, không tụ đắc. Như hư không không có màu sắc, Bồ Tát tinh tấn làm cho các chúng sinh được thành tựu sở tu tập cũng vậy, đương vào pháp của chư Phật để thành tựu tất cả các việc của chúng sinh. Như hư không hàm chứa tất cả các màu sắc, Bồ Tát tinh tấn cũng bao hàm khắp tất cả chúng sinh, làm cho họ xa lìa tất cả kiến chấp cũng như vậy. Như các cỏ cây sinh trưởng không rễ không gốc trong hư không, Bồ Tát tinh tấn làm cho tất cả Phật pháp được tăng trưởng không chấp ngã kiến cũng vậy. Như hư không bao trùm khắp nơi mà không dao động, Bồ Tát tinh tấn đối với tất cả pháp lành cũng không lay động như vậy. Như hư không đồng thời hiện ra các loại màu sắc, Bồ Tát tinh tấn bình đẳng vì cả chúng sinh mà thể hiện tu tập tư duy bình đẳng cũng không phân biệt như vậy. Này thì nam, đó là Bồ Tát tu tập tinh tấn ba la mật như hư không. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Dũng mãnh phát sinh lực tinh tấn, không tiếc thân mạng và tài sản, thực hành ở nước Đại Bồ Đề, thường tạo lợi ích các chúng sinh, từ xưa đã tu các công đức, luôn tu tập không hề mệt mỏi, thích làm cho chúng sinh giải thoát, hằng cúng dường các đức Như Lai, nguyện được đến vô số cõi Phật, phá trừ tất cả các ma ác, thường ưa bố thí khắp mọi người, thường ưa hộ trì giới thanh tịnh, luôn ở ban phát tâm từ bi, luôn siêng tu tập các căn lành, tư duy vô lượng tâm thiền định, dùng trí tuệ lớn để quan sát, tâm từ vô lượng bỏ giận dữ, tu hành các công đức lợi ích đối với thân bạn không tham tiếc, hoàn toàn thoát khỏi các phiền não, thường tu vô ngã không giải thoát, địa tướng vô tướng oai đức lớn, liền hẳn kiến chấp tu bồ đề, quán tự tánh như huyễn sóng nắng, ưa nói pháp không bạc suy nghĩ, đương hạnh thanh tịnh đọc kinh điển, pháp và không pháp thể đều quên, không bỏ âm thanh và văn tự, diện nói kinh điển ở thế gian, khen ngợi công đức
Phật vô lượng. Tâm hành chúng sinh rất khó lường, bậc trí nên tinh tấn dũng mãnh. Biết rõ căn tánh các hữu tình, chẳng vướng mắc sinh và không sinh. Thường dùng tâm tinh tấn vô biên, độ chúng sinh bằng pháp thanh tịnh. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát tu hành thiền định ba la mật như hư không? Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì tu hành thiền định ba la mật như hư không? Những gì là bốn? Nghĩa là an trụ tâm ở bên trong thì nội tâm không chấp giữ, bên ngoài thì chán ngự nên tâm không phân biệt. Do tự tâm bình đẳng nên biết tâm của tất cả chúng sinh cũng bình đẳng. Tâm ấy và sự tư duy chẳng biết bình đẳng đều như hiện hóa. Đó là bốn pháp mà Bồ Tát thành tựu thì tu hành thiền định ba la mật như hư không? Lại nữa, này thiền nam, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tu hành thiền định ba la mật thanh tịnh. Những gì là tám? Nghĩa là không nương vào uẩn xứ giới mà tu thiền định, không nương vào đời này đời khác mà tu hành thiền định, không nương vào cõi dục sắc và vô sắc mà tu hành thiền định. Đó là tám pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể tu hành thiền định ba la mật thanh tịnh như không? Lại nữa, này thiền nam, Bồ Tát tu hành thiền định thanh tịnh với tâm chuyên chú. Thế nào là chuyên chú? Nghĩa là đối với danh tự của pháp không thêm không bớt, không biến đổi, không sai khác, không tổn hại, không lợi ích, không lấy, không bỏ, không sáng, không tối, không phân biệt, chẳng phải, không phân biệt, không tưởng, không tác ý, không một, không hai, chẳng phải, không một, cũng chẳng phải, không hai, không dao động, không suy nghĩ, không hí luận, không chứa nhóm, cũng chẳng phải, không chứa nhóm, không tư duy về tất cả tướng, tâm không trụ vào đâu, đó gọi là chuyên chú. Tâm chuyên chú không tán loạn, xa liền sắc, mắt về, nhãn thức nên tự tướng thanh tịnh. Tâm quán hành chuyên chú không tán loạn, xa lìa âm thanh, tai và nhĩ thức nên tự tướng thanh tịnh. Tâm chuyên chú không tán loạn, xa lìa hương, mũi và tỷ thức nên tự tướng thanh tịnh. Tâm chuyên chú không tán loạn, xa lìa vị, lưỡi và tỷ thức nên tự tướng thanh tịnh. Tâm chuyên chú không tán loạn, xa lìa sự xúc chạm thân và thân thức nên tự tướng thanh tịnh. Tâm chuyên chú không tán loạn, xa lìa pháp trần, ý và ý thức nên tự tướng thanh tịnh. Này thiền nam, như hư không không bị cháy, vào kiếp thiêu không bị ướt, lúc có tai nạn về nước. Bồ Tát tu hành thiền định cũng vậy, không bị tất cả các thứ lửa phiền não thiêu đốt. Hết thảy các pháp tham muội giải thoát, sự cuốn trôi của các loại nước thiền định thì không xuyên tạp khiến cho chúng sinh bị loạn động. An trú trong thiền định nhưng không chấp vướng nơi cảnh giới ấy. Xuất định cũng không bị chướng ngại đối với các bậc thánh thường hiện tịch tỉnh. Còn đối với chỗ loạn động của phàm phu thì luôn khiến họ an trụ trong định, bình đẳng để giáo hóa. Đối với người tâm không bình đẳng thì thuyết pháp để dẫn dắt, không thấy có bình đẳng và không bình đẳng. Đối với bình đẳng và không bình đẳng cũng chẳng chống trái, tâm không hề bị chướng ngại như hư không. Đó gọi là người tu thiền định, cũng gọi là người tu thiền định nơi trí tuệ tối thắng, hay người tu thiền định không trụ vào thức. Do thiền định này mà Bồ Tát đạt được thiền định vô trụ giống như hư không. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ: hộ trì các căn tu thiền định, luôn định không chấp giữ nơi hữu tình, bình đẳng dẫn dắt cứu thế gian. Đối với trong ngoài thường an trú, không đương vào uẩn xứ và giới, xa lìa cảnh giới trụ vắng lặng, tâm bậc trí thường ở trong định. Đối với tất cả đều bình đẳng, biết rõ pháp giới không cao thấp, thấy tâm vậy đều tịch tỉnh. Vì muốn thành tựu cho thế gian thì hiện thiền định và biến đổi, nhưng không biến đổi và thiền định, tâm được tự tại cũng như vậy, hiện ra cảnh thiền định vô sắc. Thì hiện cõi dục cũng như thế, đều vì thành tựu các chúng sinh mà không chấp giữ nơi hữu tình. Cảnh giới như hư không hiện hóa, sóng nắng nước trăng mộng và mây, biết rõ thiền định về thế gian, chuyển tâm chúng sinh thành trí tuệ, không thể ngăn che tâm của họ, mới được phát sinh tâm tự tại, thấu rõ thiền định và thần tâm, trải qua vô số ức cõi nước, có thể cúng dường khắp chư Phật, đoạn trừ hết phiền não ngu si, điều phục các căn ý tĩnh lặng, cho đắc thiền định không phân biệt, thế gian dãy đều thanh tịnh, trí lực luôn an định như vậy, tâm không phân biệt trụ bình đẳng, nên gọi bình đẳng đều vô tướng.
đối với bình đẳng không chấp giữ, đó gọi là người đạt thiền định. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát tu hành trí tuệ ba la mật như hư không? Nếu Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì tu hành trí tuệ ba la mật như hư không. Những gì là bốn? Nghĩa là do hư không thanh tịnh nên tất cả chúng sanh thanh tịnh, do trí thanh tịnh nên tất cả thức thanh tịnh, do pháp giới thanh tịnh nên ngã nhân chúng sinh và thọ giả đều được thanh tịnh, do nghĩa thanh tịnh nên tất cả văn tự được thanh tịnh. Đó là bốn pháp mà Bồ Tát cần thành tựu để tu hành trí tuệ ba la mật như hư không. Lại nữa này thiện nam, nếu Bồ Tát thành tựu tám pháp thì có thể tu hành trí tuệ ba la mật thanh tịnh. Những gì là tám? Nghĩa là siêng năng tích tập tất cả pháp lành mà không chấp thường, siêng năng đoạn trừ tất cả pháp ác mà không chấp đoạn, biết rõ về pháp duyên khởi mà không trái với pháp nhẫn vô sinh, hiện bày bốn vô ngại giải mà không chấp vào đấy, khéo có thể chọn lựa bốn pháp cú, không thấy vô thường khổ vô ngã thanh tịnh, nói rõ về quả của nghiệp mà không dao động, trụ nơi không nghiệp quả, không hí luận, thường dùng trí tuệ để diễn nói tướng sai biệt của tất cả pháp, chân đắc ánh sáng của tất cả pháp thanh tịnh, và nói pháp thanh tịnh và tạp nhiễm cho chúng sinh. Đó là tám pháp mà Bồ Tát thành tựu thì có thể hành trí tuệ ba la mật thanh tịnh. Đây thì Nam nên biết trí tuệ là pháp thanh tịnh, nó có thể dứt trừ pháp ác, pháp ác giác. Trí tuệ là pháp không biến đổi nên tự tướng thanh tịnh, là pháp không phân biệt nên không có giới hạn, là pháp như thật nên tánh chân thật, là pháp chắc chắn nên không có dao động, là pháp thành thật nên không hư dối, là pháp thông tuệ nên cởi bỏ mọi sự trói buộc, là pháp viên mãn nên chính là công đức của bậc tánh, là pháp thông suốt nên có thể khéo quan sát, là pháp đệ nhất nghĩa nên không có đối tượng được nêu bày, là pháp bình đẳng nên không sai khác, là pháp bền vững nên không thể bị hủy hoại, là pháp không lay động nên không chốn nương tựa, là pháp kim cang để có thể xuyên thủng mọi thứ ngăn ngại, là pháp cứu giúp nên chỗ tạo tác đã làm xong, là pháp thanh tịnh nên tánh không có nhiễm, là pháp không tâm tối tâm nên không thể thủ đắc nơi ánh sáng, là pháp không hai nên không thể kiến lập, là pháp tận cùng nên diệt trừ tất cả, là pháp không cùng tận nên thường trụ và vô vi, là pháp vô vi nên chẳng phải do sinh diệt thâu tóm, là pháp không nên thanh tịnh bậc nhất, là pháp hư không nên không hề bị chướng ngại, là pháp của đạo như hư không nên không có dấu vết, là pháp vô sở đắc nên không có tự tánh, là pháp của trí nên trí và thức không hai, là pháp không thể suy xét nên xa lìa mọi sự đối trị, là pháp không thân nên không biến đổi, là pháp nhận biết đầy đủ về khổ nên xa lìa biến kế do khổ, là pháp đoạn trừ tập nên dứt hết mọi thứ tham dục, là pháp chứng đắc diệt nên hoàn toàn không sinh, là pháp tu tập đạo nên hòa nhập nơi đạo không hai, là pháp của Phật Đà để có thể sinh khởi chánh giác, là pháp của chánh pháp nên hoàn toàn xa lìa nếu dục. Đây thì Nam, nghĩa lý của các pháp sai khác như vậy. Ánh sáng của trí tuệ không lệ thuộc vào người khác, theo pháp được thuyết giảng dù chỉ hội nhập chút ít đều không có chủ thể phân biệt và đối tượng được phân biệt, đó là Bồ Tát tu hành trí tuệ ba la mật như hư không. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: trí tuệ đoạn trừ các phiền não, thị hiện tạo nghiệp và nhân duyên, chẳng nương ngã kiến và chúng sinh, không trụ thọ giả và tưởng nhớ, ngã và vô ngã đều xa lìa, diện nói bát nhã đến muôn chân, bát nhã diệt trừ mọi nẻo có, bát nhã vượt qua các phiền não, bát nhã hay tạo nhân thanh tịnh. Bát nhã kiến là pháp giải thoát, trí tuệ thanh tịnh lìa buộc che, hiểu rõ hết thảy quẩn xứ giới, trí tuệ chiếu soi suốt ba cõi, đối với năng sở đều giải thoát. Tu hành trí tuệ được thanh tịnh, không chấp giữ nơi pháp thế gian, thực hành tông đạt hạnh bát nhã, luôn tu trí tuệ quán chân không, năm mắt tịnh, năm căn thông lợi, trừ năm cõi thanh tịnh năm uẩn, đạt đến và an trú giải thoát, hội nhập nơi pháp giới cụ thể, bình đẳng rộng lớn như hư không, khéo léo thuận theo trí tuệ Phật, thủ đắc không thủ đắc đều lìa, thực hiện pháp trung đạo giải thoát, thuần nẻo hành hóa của bậc tánh.
Khéo hay phân biệt không phân biệt, thông đạt khổ tập trừ tham ái, tu đạo hiện diệt hiện vô vi, thành tựu ánh sáng tuệ chân thật, thấu tỏ ba đời chẳng đến đi. Đối với các cõi đều bình đẳng, các pháp tịch tỉnh cũng như vậy, biết rõ chúng sinh không ngã nhân là bậc trí, là bậc tu trí tuệ chân chánh. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát tu hành phước đức như hư không? Này thiện nam, tánh của tất cả các pháp như hư không, dùng tâm bồ đề là hạt giống để tu tập phước đức, không lìa bỏ tâm bồ đề cho giống các căn lành đều hồi hướng đến nhất thiết trí, vì thế đạt được phước vô lượng phước đức giống như hư không. Này thiện nam, Bồ Tát nên phát tâm như thế, vì hư không vô lượng nên chỗ gây tạo phước đức cũng vô lượng. Vì sao? Do ý vô lượng nên phước cũng vô lượng. Bồ Tát đối với điều ấy nên quán xét như vậy. Này thiện nam, là có 10 loại trang nghiêm vô lượng, Bồ Tát nên chứa nhóm đầy đủ phước đức như thế. Những gì là 10? Vì thân trang nghiêm vô lượng nên tướng hảo viên mãn, vì lời nói trang nghiêm vô lượng nên thuyết giảng giáo pháp đều thanh tịnh, tâm trang nghiêm vô lượng nên thấu rõ tâm ý của tất cả chúng sinh, hành động nơi thân trang nghiêm vô lượng nên làm cho vô lượng chúng sinh được thành tựu đầy đủ, hành tướng trang nghiêm vô lượng nên làm thanh tịnh vô lượng cõi Phật, phước đức thiền định tinh tấn trang nghiêm vô lượng nên thành tựu viên mãn vô lượng oai nghi của Phật, đạo tràng đại bồ đề trang nghiêm vô lượng nên thành tựu trọn đủ tất cả tướng và hạnh, hội bố thí rộng lớn trang nghiêm vô lượng nên thành tựu đầy đủ vô số tướng bạch hào của Đức Phật, cung kính vô ngã trang nghiêm vô lượng nên thành tựu trọn đầy tướng nhục kế không thể thấy được của Đức Như Lai, định tâm không gián đoạn trang nghiêm vô lượng nên thành tựu đầy đủ vô lượng tâm không vô định, toàn theo ý thanh tịnh. Này thì nam, đó là 12 loại trang nghiêm vô lượng. Nếu Bồ Tát phát tâm rộng lớn như hư không thì đạt được phước đức cũng giống như hư không. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát tu hành trí tuệ giống như hư không? Nếu Bồ Tát quán xét khắp tất cả chúng sinh, có tâm tham, không có tâm tham, có tâm sân, không có tâm sân, có tâm si, không có tâm si, có tâm tạp nhiễm, không có tâm tạp nhiễm, đều nhận biết đúng như thật, tự mình đã xả lìa tham dục là vì người khác mà nói pháp đều điều phục tham dục, tự mình đã lìa sân hận là vì người khác mà nói pháp điều phục sân hận, tự mình đã lìa si mê là vì người khác mà nói pháp điều phục si mê, tự mình đã lìa tạp nhiễm là vì người khác mà nói pháp điều phục tất cả các phiền não, không thấy mình có tâm tham sân si phiền não là tâm thấp kém, xả lìa tham sân si phiền não là tâm thắng thượng. Vì sao? Vì Bồ Tát kia đã chứng biết pháp giới bình đẳng, pháp môn thanh tịnh, pháp giới như thế là cảnh giới của tham sân si, pháp giới như thế là cảnh giới của tạp nhiễm. Cho nên pháp giới và tất cả pháp liên hệ lẫn nhau, pháp giới tức là pháp, pháp tức là pháp giới, không nơi chốn nào là không hiện bày, nên biết ngã giới tức là biết pháp giới. Vì pháp giới và ngã giới chẳng khác nhau. Vì sao? Vì ngã thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh, tất cả pháp đều thanh tịnh như vậy, nên ánh sáng hiển bày dung nạp thọ nhận cũng không dung nạp thọ nhận, lìa tất cả tướng và vô tướng nên không có chủ trụ giống như hư không, gọi là trí vô ngại. Nhờ trí vô ngại nó hiểu rõ tất cả pháp không có chướng ngại, đó là Bồ Tát tu hành trí tuệ giống như hư không. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi Phật của Bồ Tát được Đức Phật ấn chứng là nhớ nghĩ về giới vô lậu? Tức là tùy niệm nơi Phật về giới, tất cả các pháp bình đẳng không tán loạn, là tùy niệm nơi Phật về định, tất cả các pháp không có đối tượng phân biệt, là tùy niệm nơi Phật về tuệ. Không trụ nơi hai tâm là tùy niệm nơi Phật về giải thoát, không chấp vào nhất thiết trí là tùy niệm nơi Phật và giải thoát tri kiến. Ba đời bình đẳng bất động là tùy niệm nơi Phật về lực, không trụ vào tất cả lậu hoặc là tùy niệm nơi Phật về vô sở ý, nhớ nghĩ đến thân tướng của Phật với tất cả các công đức hiện có như vậy, đó là tùy niệm nơi Phật theo pháp giới bình đẳng không có đối tượng phân biệt. Lại nữa, tùy niệm nơi Phật là nhớ nghĩ đến tự tánh nơi các sắc tướng hiện có của Đức Phật là thanh tịnh, do thấy tự tánh nơi các sắc tướng là thanh tịnh nên đạt được trí vô niệm, cho đến thọ tưởng hành thức
do thấy tuệ tánh của thức thanh tịnh nên đạt được trí vô niệm 12 xứ 18 giới. Cũng vậy, nhờ trí biết được tự tánh của hết thảy các pháp nên tất cả mọi tác ý đều là tuệ thù thẳng bậc nhất, xa lìa mọi thứ kiến chấp, nên biết được sắc là không nhiều ế, niệm cũng không nhiều ế. Đó là tùy niệm nơi Phật được Đức Phật ấn chứng. Lại nữa, tùy niệm nơi Phật là nhớ nghĩ về tất cả oai nghi, đi đứng nằm ngồi mà không chấp giữ. Đối với việc Phật thuyết pháp hay im lặng, không chấp giữ, cũng không chấp niệm, chẳng phải niệm. Vì sao? Vì Phật là không có niệm, không tác ý, chẳng phải sắc, chẳng phải tướng, chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Do sự duyên hợp của các tướng không hiện hành, này thì nam, đó là tùy niệm nơi Phật được Đức Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi pháp của Bồ Tát được Đức Phật ấn chứng? Pháp là lìa dục, vì đối với pháp tâm không có nhiễm nên cũng không có sự tùy niệm của pháp. Pháp là không có a lại da, vì đối với pháp không ẩn mất nên cũng không có sự tùy niệm của pháp. Pháp là tịch tỉnh, vì không có tâm ý thức bị nhiễm đắm nên cũng không có sự tùy niệm của pháp. Pháp là không hình tướng, vì đối với pháp không có tướng tùy thuộc nơi thức nên cũng không có sự tùy niệm của pháp. Pháp là không tạo tác, vì đối với pháp không trụ chấp nêu bày nên cũng không có pháp tùy niệm. Lại nữa, tùy niệm nơi pháp là niệm không gián đoạn, không khởi tưởng về pháp, liền cho đắc quả vị chân chánh và pháp nhẫn vô sinh. Quán tất cả các pháp xưa nay không sinh nên không có pháp để chứng, nhưng quả vị của tất cả các bậc hữu học, vô học, duyên giác, bồ tát, bậc chánh đẳng, bồ đề đã chứng. Tất cả các pháp giải thoát mà các bậc thánh đã chứng cũng không có tự tánh. Đó là tùy niệm nơi pháp của bồ tát được Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi tăng của bồ tát được Phật ấn chứng? Tăng là vô vi, chư vị không thể dùng sự tạo tác để hành hóa mà không hiện hành các nghiệp thân biện ý, chỉ vì nhầm hiện bày mà có sự thực hành nên gọi là tăng vô vi, không trụ vào sự thực hành, vượt lên trên mọi sự luận bàn. Này thì nam, đó là tùy niệm nơi tăng của Bồ Tát được Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi xả được Phật ấn chứng? Nghĩa là xả bỏ tất cả các vật dụng trong đời sống, xả bỏ các pháp, cũng không có đối tượng để xả bỏ, đó là xả bỏ bậc nhất. Đối với tất cả các pháp không lấy, không bỏ, cũng không mong cầu, không có duyên dự, cũng chẳng phải là không duyên dự. Vị ấy không khởi tâm, không có hành động, cũng không trụ nơi tức. Không khởi tâm nên không chấp vào tâm. Đó là tùy niệm nơi xả được Đức Phật ấn chứng. Lại nữa, tùy niệm nơi xả của Bồ Tát là tu hành để hồi hướng đến nhất thiết trí bình đẳng, không thấy bồ đề là chỗ cần niệm. Vì sao? Vì tánh của nhất thiết trí và tánh của tùy niệm ấy vốn không hai. Này thì nam, như vậy pháp và trí tương ưng, đó là tùy niệm nơi xả của Bồ Tát được Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi giới của Bồ Tát được Phật ấn chứng? Giới là vô vi, vô lậu, vô ngại, dứt hẳn mọi thứ dụng công để thành tựu tất cả giới cấm, không có thức, không có tướng, cũng chẳng trụ vào tâm để tu thiền định, là nơi nương tựa bậc nhất, cũng là nguồn gốc để phát sinh tuệ thanh tịnh, xa lìa tướng hỷ luận và tướng giải thoát, cũng không có hai thứ tướng phân biệt. Bậc trí khen ngợi thì không cần hiện bày nơi sắc tướng, cũng không hiện bày mà có thể dứt trừ phiền não, tùy theo hạnh được an lạc, cũng không đối trị tất cả các phân biệt. Bồ Tát thường tu tập về giới không nhập hế như vậy. Đó là tùy niệm nơi giới của Bồ Tát được Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là tùy niệm nơi thiện của Bồ Tát được Phật ấn chứng? Nên tùy niệm về hai cõi trời, một là trời ngũ tịnh cơ, vì nơi cõi ấy có các bậc thánh, hay là trời đấu xuất vì hàng Bồ Tát nhất sinh bộ xứ hiện ở cõi trời này. Lại nữa, bậc Bồ Tát nhất sinh bộ xứ này ở cung trời ấy có 10 pháp đảnh. Những gì là 10?
Nghĩa là trong tất cả các ba la mật, bát nhã ba la mật là cao nhất. Trong hết thảy các thần thông bất thoái là cao nhất. Trong tất cả các địa, chỉ có địa quán đảnh là cao nhất. Trong hết thảy các pháp phần bồ đề, chánh kiến bất thoái đạt, định thù thắng là cao nhất. Trong tất cả các biện vô ngại, biện tài vô ngại và nghĩa là cao nhất. Trong hết thảy các trí, trí không chấp trước, không chướng ngại là cao nhất. Trong tất cả các căn, trí vô ngại nhận biết được bậc thượng trung hạ của các căn là cao nhất. Trong hết thảy các lực vô ý, trí thuận nhập sáng tỏ khắp mọi nơi chốn là cao nhất. Trong hết thảy các thứ nhãn, Phật nhãn quan sát tất cả các pháp Phật rõ ràng như trong bàn tay là cao nhất. Trong khi ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề, tâm trong sát na sắp thành chánh giác, tương ứng với chân chánh là cao nhất. Đó là mười tướng của pháp đảnh. Bạn nên theo đấy mà nhớ nghĩ. Nếu Bồ Tát được niệm này rồi, sự nhận thức không loạn động, không bị phiền não trói buộc, không tán loạn do tác ý, hỷ luận không tán loạn như vậy nên niệm không nhơ bé. Hãy nên nhớ nghĩ về các cõi trời ấy như vậy. Này thì nam, đó là tùy niệm nơi thiên của Bồ Tát được Phật ấn chứng. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát thực hành các hạnh bình đẳng đối với Niết Bàn? Niết Bàn là tịch tỉnh. Nếu diệt trừ tất cả các phiền não, hết thảy mọi sự thọ nhận, xa lìa tất cả đối tượng được duyên, ra khỏi uẩn xứ giới, thì vị ấy đạt được sự bình đẳng của Niết Bàn, dùng diệu lực của thệ nguyện, tâm từ bi tự tại và trí tuệ phương tiện nên được sự hộ trì của Như Lai. Khi tu tập ý lạc, trí tuệ, an trú nơi, an trú thanh tịnh nơi thiền định diệu dụng như huyễn, biết rõ về sinh tử, phiền não của chúng sinh, đều như huyễn hóa, nên thể hiện thọ sinh. Do đây có thể đoạn trừ các trói buộc của sinh tử mà không bị nhiễm ô, đó gọi là Niết Bàn. Vì để được tự tại, chẳng sinh mà sinh, không có chỗ nào là không sinh, cũng chẳng có đối tượng được sinh, thường ăn trú trong Niết Bàn mà cũng không dứt bỏ sinh tử, luôn tạo mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Này thì nam, đó là hai môn trí tuệ phương tiện đại bi của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát ăn trú nơi hai môn này, đạt được Niết Bàn, thực hành bình đẳng hạnh Bồ Tát. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát biết rõ hành tướng của tất cả chúng sinh? Này thì nam, Bồ Tát có 84.000 hạnh. Đây là hạnh căn bản. Nơi câu Ô Đà Nam nói hành tướng của chúng sinh có vô lượng sự sai khác, không thể nghĩ bàn, không thể nêu bày cho các Phật mới biết được. Hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát đều không thể thấu đạt. Nhờ sự giáo hộ của Phật và trí lực của bản thân, Bồ Tát biết được hành tướng của tất cả chúng sinh. Nghĩa là tướng của tự tánh như vậy, hành tướng như vậy, tướng của nhân như vậy, tướng của duyên như vậy, tướng tạo tác như vậy, tướng hòa hợp như vậy, hoặc vô số các tướng, tướng xa lìa, tướng tham, các tướng tham sân si, tướng địa ngục súc sinh, tướng của cõi diệt ma, tướng trời, tướng người, hoặc tướng của cõi vị thanh văn bất thoái chuyển, tướng duyên giác bất thoái chuyển, tướng Phật bất thoái chuyển, hoặc tướng nhân từ xa, tướng nhân ở trong, tướng nhân ở gần, các hành tướng của tất cả chúng sinh như thế. Bồ Tát đều biết đúng như thật, chỉ trừ bậc nhất thiết trí là Bồ Tát không thể thấu tỏ. Này thì nên đó là Bồ Tát biết rõ về tánh tướng của tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Tập Nhãn Địa Bồ Tát Hư Không Tạng Hội Phật quyển 2. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh được trọn thành Phật đạo.